Kính chào quý vị và các bạn đang xem video của VQH TV. Ngày đầu tiên sau khi cầu Vĩnh Tuy thông xe, chúng tôi đã có mặt tại cầu vào giờ cao điểm sáng. Các phương tiện di chuyển thuận lợi, không xuất hiện ùn tắc ở cả chiều vào trung tâm thành phố và hướng đi các tỉnh. Tại đầu cầu phía bên quận Hai Bà Trưng, không còn cảnh ùn tắc ở giờ cao điểm. Tại đầu cầu phía nút giao Cổ Linh, Đàm Quang Trung vẫn thông thoáng, không bị ùn ứ như mọi khi. Do mặt cầu chiều đi vào trung tâm được mở rộng gấp đôi nên các phương tiện thoát khỏi ngã tư rất nhanh. Trên cầu tuy mật độ xe đông nhưng mặt cầu rất rộng, nhiều làn xe. Các xe được dàn trải đều nên tạo độ thông thoáng. Những hình ảnh cho thấy cầu Vĩnh Tuy thực sự rộng rãi, một cây cầu đẹp góp phần tô điểm cho thủ đô văn minh, hiện đại. Mọi người dân lưu thông trên cầu và dân cư hai bên đầu cầu đều tỏ ra rất hài lòng vì hết cảnh ùn tắc, ngột ngạt trong các giờ cao điểm.